Nhân nữa. Ông Dũng rồi. Rồi. Anh kia anh cũng trong ban tổ chức luôn. Mà hai cái clip này anh Chắc à, khỏe anh Chắc. Từ Austin lên Chắc. Cảm ơn Chắc ra chơi. Hello anh Nhật. Hôm nay mình tham gia lần đầu tiên tham gia đại hội tennis với anh em. Ừ. Quá xá vui luôn. Quá xá vui hả? Quá xá vui. Quá xá vui, quá xá vui. Vui vui rồi. Ừ. Trận này đâu ra? Austin phải không? Trên chân Austin. Anh này anh Michael Hello. Từ đâu? Đó, cái gì chúc mừng à, chúc mừng. Ủa đã đến chân này hả? Hưng hơi nặng, hơi nặng, hơi nặng, đôi đôi nặng lắm. Chúc mừng nha, good luck anh Hưng. Rồi đây có anh Long đẹp trai đang ngồi giấu đây. Rồi, anh Long đẹp trai. Hello Japan and tất cả mọi người, hôm nay là một cái ngày hội tennis toàn quốc ở nước Mỹ về đánh độ. Anh em tập trung khắp nơi vui. Xin chào các bạn người. Cảm ơn Long. Chị vô chơi chị Trang. Vui quá. Hy vọng là có nhiều lần như vậy nữa. Rồi, cảm ơn chị. Mà chưa xong đó. Nếu mà quý vị các bạn nào không biết, đây là tài liệu số 1 đánh độ nữ khắp toàn quốc luôn đó nha. Đánh đầu thắng đó, nhưng mà dạo này hơi xuống một độ một tí, nhưng mà vẫn còn ngon. Xuống rồi, xuống mà vẫn ngồi đó. Quá được. Đưa lên xong rồi đạp xuống. Đưa lên xong rồi đạp xuống. Anh Trân. Anh Tân mới thắng chồng thế, happy anh Tân. Thank you. Thank you. Rồi anh Sơn. Hello. Welcome. Welcome ra chơi. Rồi chị Hải. Sao chị Hải? Good không? Good, great. Yeah, thank awesome. You. Rồi trở lại anh này là sếp của tôi quen quá rồi. Tuấn Bùi. Tuấn Bùi. Welcome anh Tuấn Bùi. Okay. Rồi, có gì không? Có ý kiến gì không anh Tuấn? Cái event tennis này quá hấp dẫn. Anh Tuấn Bùi là một trong những người tổ chức quá là hay luôn. Cảm ơn anh. Rồi sẽ còn cố gắng thêm để làm, nếu mà có thiếu sót gì anh cho biết ý kiến. Ok, cho biết ý kiến anh em để xây dựng thôi. Mà bây giờ thấy là quá good rồi đó. Rồi cảm ơn anh này là khó đi mà kêu anh qua là cũng được nè. Anh này là hiển là tay giật thư cũ ở bên sang San Jose. Kêu qua trận này đây sắp sửa đánh rồi phải không? Chưa biết nữa hả? Ồ, cảm ơn anh hiển. Anh Vinh. Có TV. Lâu thì tháng lần mà không có TV. Thua không mà lên TV quay. Chứ mà. Anh Vĩnh happy anh Vĩnh. Quá vui. Ok, rồi, anh là quá hay. Rồi, quá vui. Anh Vĩnh ở Dallas. Cặp cái này chưa? Anh Hùng này cũng ở Dallas luôn. Dọn qua Dallas hả? Dọn qua tôi mua vé cho. Ảnh qua Dallas không tài thắng hết trơn. Good chin cho anh Hùng. Có gì không? Chuẩn bị đánh tiếp phải không? Chuẩn bị đánh. Anh này cũng vậy luôn. Chuẩn bị đánh chưa? Chuẩn bị. Ok, phải đi vòng đi kiếm anh này nữa, lại gặp anh nữa. À, đây là ba chủ tịch của sân Đà Lạt nè, chú Hoàng. Khỏe chú Hoàng. Nói chủ tịch là không muốn trả lời được. Chứ muốn gì? Bánh mì ăn rồi. Bánh mì sắc tó chú Hoàng. Anh này là Nhất. Khỏe Nhất. Sao vui hơn Nhất? Ra không đánh nhưng mà ra coi vui hả? Ra coi vui, mình cũng ra mình coi cho vui thôi. Có mấy chị đây đi đông quá, mình ta chơi làm sao mà đi kiếm hết được, đông quá. Chào chị anh em. Anh Dũng San Diego. Thấy sao anh Dũng? Happy không? Vui, quá vui không? Cho ý kiến nha. Anh em quá vui đây đi. Anh Dũng ra cũng chơi cũng mấy độ qua, cũng mấy độ ha, cũng thắng mấy độ ha, quá hay rồi. Vui là chính đúng không? Cảm ơn anh qua đây vui với anh em, phải có anh em qua nó mới vui. Đúng rồi. Nhưng mà tiếp xúc cho anh em là coi như là bên đây cố gắng để mà anh em có dịp gặp nhau. Đúng rồi. Ừ. Mỗi năm mình gặp lần. Đó thì vậy đó. Bây giờ cái trận này là sắp kế là Úc với lại Vincent đánh với lại Ken với lại Hưng. Hưng. Rồi mình đi vòng á, còn những người ở ngoài mình không biết. Còn nhiều người quá không thấy được. Quất được ở đằng đây. Để đi vòng. Nhiều người quá không thấy hết được. Sao anh ngồi xa vậy anh? Ngồi xa vậy không vô trong ngồi. Ngồi đây không biết à? Ngày qua em ra đâu. Sợ quá. Sao như giờ ngồi không có độ ra đi chơi. Hai này đã lát ngồi đây sướng quá ha.
có chỗ ngồi ha. Đây là anh Phụng. Sao anh Phụng? Khỏe anh Phụng? Dạ khỏe. Cảm ơn Patiso. Cảm ơn anh. Sao có đánh trận nào chưa hay là ngồi đây chắc hôm nay ngồi nghỉ rồi? Chưa. Không Phụng. À. Rồi, anh này ra sao không đánh độ, anh cứ ngồi không vậy? Ra uống bia. Hai dân này là dân cầu thủ Đà Lạt nha. Rồi vô trong coi, ta có đổ trống vô trong coi với mấy anh cho vui. Ừ, welcome Sơn. Happy happy. Bên kia, Michael. Bên Michael. Múc bên kia. Bọn này sắp đánh, trận này sắp đánh. Chiều giờ chiều ra. Có không? Không có gì hết. Rồi xong. Chính xác, thank you. Rồi. Ở đây đang tìm một anh Cường. Anh Cường đánh chưa? Ơ thằng Michael. Ủa? Anh Cường sao? Anh Cường đánh chưa? Anh Cường quá vui, quá vui. Cảm ơn anh Cường. Sắp đánh chưa? Chuẩn bị đánh. Cảm ơn. Quỷ đỏ, quỷ đỏ. Hai anh này quỷ đỏ đòi hút máu nhau nhưng mà hút máu này hoài không được, bị hút máu hoài. Quá vui, quá vui. Ồ, anh đánh chân này hả anh Dũng? Được, đã đánh với ai? Rồi rồi. Rồi cặp này mình sẽ thắng. Không. Rồi xong mình chuẩn bị thôi trận này. Thằng kia bị nói đó, phong cho anh đẹp. Nói tin mỗi sổ luôn. Vậy nó phong cho anh đẹp.